tâm này là ở cây. Đây là một viện điện biên đông. Hoàng. Ông ấy hay sang nước ngoài mà. Suốt này đi hai vợ chồng nước ngoài đi, ông ấy 100 triệu thậm chí lên tỷ đấy. Lấy là không giới thiệu, đây là cái địa điểm này là một cái bản rất là nghèo ở xã thuộc xã Pu Nhi thuộc Điện Biên Đông, mà cách thành phố Điện Biên là 1.5 tiếng chạy xe, và cả có lẽ cách Hà Nội phải tầm gần 600 cây. Thì lúc đấy cũng quên không giới thiệu địa điểm, đây là một cái bản, một cái hồ rất đẹp, và một cái bản đằng sau là một cái bản mà có lẽ là nhưng nó sung túc vì lý do là khi cái lòng hồ này người ta được đền bù đó, thì người ta sẽ được mỗi hộ thì việc đền nhà nước đền bù đâu, tụi con có hộ lên tiền tỷ thì sinh ra cái làng kia. Rồi xin chào con lần nữa với quê. Sau một cuộc hành trình quá dài vất vả, toàn là kết thúc công việc tạm quá. Đây thì tại Điện Biên Đông, đoàn tiếp tục về nhà các thầy cô giáo của chính quyền Điện Biên Đông và ăn ngủ nghỉ ở đây, ngủ tại đây. Đây chính là nhà này, nhà này là nhà để tối nay căng lửa ra chào bác ngủ ở đây. Nhà rất đẹp. Mấy tầng bác? Tầng dưới thôi. Tầng dưới à? Thế tối bà con ngủ đâu ạ? Có. Ngủ đây ạ? Ngủ tại đây luôn đúng không? Nền đây luôn nha. Ngồi nền đây thôi đúng không? Đúng có đây. Ôi dồi ôi, một cái căn phòng rất đẹp, xinh xinh, ngủ được rất nhiều người đấy. Còn phòng trên kia.